Hôm nay ngày 26 tháng chạp, có thể bạn chưa biết, chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh cũng như bớt chút thời gian vàng ngọc xem video của mình. Chúc mọi người sức khỏe, đón Tết vui vẻ, hạnh phúc. Hôm nay mình đang con ông ly Boston 8 sò, loại nặng, con này nặng tầm 12 kg. Đấy. Mà đặc biệt là cái con IC vàng đấy, Echo của cái phần karaoke, nó lại là con vàng huyền thoại, có tên là M50195. Nói chung con này là so với lại cái mức đầu tư tiền thì con này nó thật là nó là cực kỳ hay, âm đi chất lượng. Đây, mình đi vào chi tiết ngoại hình đây. Đây, giới thiệu chi tiết mọi người. Đây, mic đây, 4IC nhá, mic 4IC thì cũng hay chứ không như mic 2IC. Đây, cái con này, cái con trong này này, đấy, M50195 nhá, con IC Eco ấy, con trộn karaoke ấy, M50195 nhá. Đấy, đi với phần sò của nó là 8 con sò công suất, mỗi bên, mỗi vế 4 con, đây. Đấy, sử dụng A1106 đấy và C2581 nhá. Đây mình để dưới này cho nó rõ, đây cho mọi người xem rõ đây. Đấy, rõ rồi nhá, A1106 và C2581. Cái điện thoại Samsung đời cũ của Hàn Quốc nên lấy nét hơi chậm. Đấy. Bên đây nữa. Đây. Tổng thể quay từ trên quay xuống. Đây. Đấy, biên áp to à, biên áp di động nha, nặng. Đấy, 35V đối xứng nha. Đấy. Con này đời này, con này nó có quắc. Đây, quắc đây. Đấy. Tụ to. 63V 10.000mi. Đấy, 63V 10.000 microfarad. Tổng thể còn rất đẹp. Đây. Đấy, ngay bây giờ mình bật điện lên nhá. Theo mình ý, thì con này mình thanh lý cho mọi người với giá là 600.000 đồng nha. 600.000 đồng. Một con âm ly ngon bổ rẻ, cực kỳ hay trong tầm giá chứ không phải là hay nữa. Vì thứ nhất là nó được cái nó nổi trội lên là con về phần karaoke của nó là M50195. Có con này thì nói về karaoke nó là đi vào huyền thoại. Đấy. Miễn bản được con này nó trộn tiếng thì thôi, hát không hay cũng trở thành hay. Đấy. Đấy, thứ nhất. Cái hai ấy, theo mình ấy, là con này chơi ví dụ như 5-7 năm nữa chẳng hạn, theo mình là như vậy, nó hỏng bán đồng nát thì đồng nát cũng yêu luôn vì nó nặng 12 kg. Đấy. Bây giờ mình cắm điện rồi mình bật lên để mọi người xem quắc đèn đóm của em nó nhá, rất chi là đẹp. Đây, tách này, bật lên này. Đấy, quắc lên rất đẹp. Đấy, tầm 8 giây, phải 8 giây để dơ lìa nó mới đóng, nó tách một phát. Mình bật lại nhá, bật lại để cho mọi người nghe này. Dơ lìa nó đánh tách một phát này. Đấy. Đây, để cái mic ở đây nghe cho nó rõ. Đấy, tách một cái. Tách cái để làm gì? Đấy là nó gọi là nguồn cấp chậm ấy, nó có cái dây lia thứ nhất là bảo vệ điện áp một chiều nó không xông ra loa, tức là điện áp mà cao hơn 1.5V hoặc là âm 1.5V là nó sẽ ngắt. Đấy, cái thứ hai là nguồn cấp chậm, tức là bật công tắc lên phát là không ảnh hưởng ra loa, là không làm cái bùm phát. Đấy. Đánh rất lực, 8 sò nhưng đánh rất lực. Đấy, 8 sò đánh rất lực. Cái nguồn của nó đây, nguồn của nó, dòng của nó đủ chứ không phải nguồn dây nhôm.
bánh rất lực. Đấy, thì hôm nay này mình làm con này mình đăng lên đây anh em, mà ai mà có nhu cầu nhá, ai có nhu cầu quay lại này, ai có nhu cầu ấy mà gọi là hàng karaoke ở cái mức độ gọi là tầm tiền đấy mấy trăm, thế nhưng mà lại hay, nghe hay, bày đẹp, nhìn thích thì liên hệ cho mình nhá. Số điện thoại của mình là 036 88 88 479. Cảm ơn một lần nữa, cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian và Ngọc xem video của mình. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo. Merci.